Ai cầm giống như trong bánh đài vậy đó. Thiệt luôn á, giống bánh đà chàng. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì để kết thúc series cái món của hãng Bích Chi các bạn, thì ngoài những cái món mình review trước khá là không ngon, cũng tạm tạm nhưng mà đa số là ổn ổn, không phải là không là xuất sắc, mà của hãng Bích Chi ấy, từ bún mắm, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu gì, hủ tiếu bánh canh hay gì đó. Thì bữa nay sẽ có cái món này nè, bánh canh tôm, chứ như là bánh canh gà hay giờ là bánh canh tôm, nó coi có ngon không nhà nha, coi cái vị khác nhau gì. Vì bây giờ hết sao bánh bích chi cả nhà biết luôn nha. Ok nha. Ok, đây là cận cảnh cái món bánh canh tôm mình sẽ review các bạn xem nha. Đây nè, món sản phẩm cuối cùng của bánh chi các bạn, mình sẽ thử review luôn cho đủ bộ bánh chi nha. Đây nè, ha, bánh canh tôm đó, nó nấu thì giống như tự mấy kia thôi. Cho 400 lít nước nè vào tô bánh canh. Đó, để đắp lại 4 phút là xong. Đó, đơn giản thôi. À, bánh canh mà, đó, bánh canh tôm nhưng mà nó in nhầm nữa. Cái này mặt trước mà đảo mặt sau, nè thấy không? In mà nó cũng sai mà nhà mặt nữa chứ, bó tay thiệt tình luôn, bó tay cái bích chi này luôn thì cái mình sẽ mở ra thử coi nha. Đây đây bánh canh của nó nè, bánh canh cái màu ngà ha, cho hết vô là nó sôi vô là xong. Rồi, cho nó ba bịch luôn, bịch hành, bịch gia vị với bịch nước sa tế, mình thử cho hết vô nha. Đây nó ghi nha, nó vẫn không đủ nữa, nó cho nước sôi mà nó không ghi là cho gì vô hết đó à, ha, cho nước sôi thôi. Chán cái hãng này ghê, củ chuối thiệt. À, giờ mình cho hết gia vị vô rồi mình sẽ cho nước sôi vô nha, đơn giản vậy thôi, sẽ chết thôi nha, kinh nghiệm tấm lần trước. Nhiều quá không ngon mà. Cho hết gia vị luôn coi nó ngon không, nó công nó thừa mình cho ít gia vị nó là lại thiếu luôn. Giờ mình cho nước sôi vào cái nhà nha. Ok nha, ok giờ mình cho nước sôi vào nhà nha. Đây để đắp lại, 4 phút. À, cho vừa đủ thôi, nhiều quá không ngon đó. Giờ bộ chờ 4 phút cả nhà nha. Ok nhà ơi, đã gần 4 phút trôi qua rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui ra nhà nha. Đây món bánh canh tôm của hãng Bích Chi, xin mời cả nhà nha. Tan 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 tan, wow, đó là cả nhà ơi, thơm ngon rồi nha. Để lên đây đó, mình sẽ thử nha nhà nha. Đây mình sẽ đảo lên nha nha, sẽ thử trước nước nha, rồi nước ngon không, nước ngon cái này mới ngon nữa các bạn. Xin mời nhà nha. Cái nước đậm đà ngon mà thơm mình phi, có vị tôm nữa, vị tôm hiện rõ mùi nè, không như mấy cái vị gà nhạt nhạt mùi, vị tôm rõ mùi ngon á. Rồi mình sang thử miếng canh nha. Đây canh giống như trong bánh đài vậy đó. Thiệt luôn á, giống bánh đài chàng. Mời ở nhà món bánh canh tôm nha, mời nha. Canh dài dài giống sợi phở, sợi bánh đa. Cũng được, cũng ngon, nước ngon á, mình thấy nước ngon là ok, nước mùi thơm mùi tôm được á, đỏ hơn món kia của bạn của Bích Chi, mới thấy mình được ok hơn, dùng giá tầm 5-6 ngàn, 7 ngàn đổ lại cũng được, ngon hơn mấy kia. Nữa ra thơm có vị hành phi á, thơm nó tôm, mùi tôm ngon á. Cái này cho cũng được khoảng gần 8 điểm cho những món mà mình thấy cao điểm nhất của Bích Chi các bạn. Chi mình thấy món hủ tiếu bò kho cái đó với món này khá là hai món ngon nhất của nó, còn món còn lại thì thôi, không món nào mà quá 7 điểm. Này 8 điểm ngon rồi. Dạ, bánh dai dai nước thơm hành phi ăn ngon ngon rồi nha, tuyệt được á. Cái nhà đây là một trong những món mà mình thấy ngon nhất nhất nhì của Bích Chi các bạn, trong cái bài hủ tiếu bò kho ngon,
mắm thì quá tệ rồi, cái hủ tiếu Nam Vang cũng không ngon à, gì đó. Nói chung món này là ngon, được chấm điểm cao 8 điểm, mấy món kia là toàn 7 điểm, vậy có món kia 6 rưỡi. Khu món này xa luôn, món này ngon thiệt, tại vì nhất là nước thơm, thơm mùi hành phi, có mùi tôm luôn, rõ ràng luôn đó, đậm đà. Bạn cho nướng ở nhà sẽ ngon hơn các bạn nha, đừng cho nướng nhiều quá. Thứ hai bánh canh cũng được, rồi giống như bánh phở vậy đó, dai dai cũng ok, không được nha, nên thử các bạn nha, ngon á, good. Bánh canh tôm với chi.